Chào tất cả anh em nha. Anh em sẽ quay review cho anh em mình xem mấy con động cơ Isuzu 3 máy. Con này là Isuzu 3KC B1A-13, thì công suất nó là 25 ngựa. Tua là 3000 nha. Đây. Máy anh em thấy máy còn khá là mới nha anh em. Lốc còn xanh nè. Chân cẳng chân máy 4 cái đầy đủ. Con này nó xài bếp chung. Lốc lý rồi còn thấy không? Ốc và bảy màu nha anh em. Đây. Bùa e nằm đây. Ấy. Bài còn rất là mới luôn. Còn anh em mua về mình chạy đi bô kéo tầm 10 kg cho lên là chạy dư sức rồi. Anh em muốn chạy vào lõi thì gác lên chạy cũng được nha anh em. Co còn bảy màu hết nè. Tắt máy. Anh em sẽ nhận test nổ máy nha. Cho nên nghe thử tiếng máy. Đây nổ rồi. Thoải mái được à, nghèo nữa không không phiếu rồi à, mã số máy nè rồi. Ở đây nào mua thì cứ điện thoại qua số điện thoại 0913 948 16 nha. Ở đây em làm ship toàn quốc nha anh em, bảo hành em bao xài anh em một năm. Anh em nào muốn tới cái hàng xem máy trực tiếp thì có thể qua địa chỉ là 247 quốc lộ 56 đường Bình Dương, thị trấn Ngai Dao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha. Và nếu mà anh em nào ưng con này thì giá cả anh em cứ liên hệ nha, qua điện thoại 0913 948 16 giúp em nha. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Anh em nào quan tâm đến kênh của em thì cho em một like, share và đăng ký kênh em để theo dõi những video mới nhất cho anh em.
xin chào tạm biệt tất cả anh em nha.